tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, tối ngày 9 tháng 10, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ cháy nhà 3 tầng khiến nhiều người hoảng loạn, cả một khu phố náo động trong đêm. Trong 9 giờ 30 tối ngày 9 tháng 10, tại đường Châu Quỳ, thị trấn Châu Quỳ, bất ngờ xảy ra cháy một căn nhà 3 tầng. Đám cháy bùng phát dữ dội đã khiến người dân sinh sống tại các nhà liền kề xung quanh phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Vì đám cháy xuất phát từ tầng cao nhất nên khó lan sang các tầng khác. Điều này giúp người dân dễ dàng rời khỏi hiện trường và cũng tạo điều kiện cho một số người cầm bình cứu hỏa xách tay tới dập ngọn lửa. Theo Công an huyện Gia Lâm, khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì vụ hỏa hoạn cơ bản được người dân khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tài sản của chủ hộ vẫn đang được liệt kê, gồm một chiếc máy giặt và một số vật dụng khác.